Thì ở video này anh sẽ làm lại toàn bộ cái nội dung mà chúng ta sẽ học. Nó là về data storage ở trong JavaScript các bạn nhé. Và ứng dụng những cái kiến thức về DOM và array để chúng ta làm một cái bài tập. Từ đó giúp các bạn hiểu hơn về những cái mà chúng ta đã học ở các buổi trước. Đó, thì anh sẽ để vào đây là buổi số 5. Thì buổi số 5 này của chúng ta sẽ có những cái nội dung gì? Thì đầu tiên anh sẽ nói về anh sẽ để vào đây một cái file document.md và chúng ta sẽ nói về cái nội dung đó là về local storage các bạn nhé. Local storage ở trong JavaScript thì nó sẽ được sử dụng như thế nào? Thực tế là khi các bạn làm việc với JavaScript thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ mà chúng ta thay đổi ở thời điểm hiện tại sau khi chúng ta nhấn F5 là mọi thứ nó sẽ biến mất. Cụ thể như thế nào? Các bạn xem qua cái ví dụ này. Ví dụ đây anh sẽ tạo ra một cái file example1 này. Example1.html như thế này. Đó, và chúng ta tạo ra trang exam ở đây. Và anh sẽ nói về cái demo why using local storage đấy. Tại sao mà chúng ta phải sử dụng local storage các bạn nhé. Đây thì các bạn nhìn qua cái ví dụ này. Giả sử anh có một cái ví dụ đơn giản như thế này. Chúng ta có một cái button như thế này. Đó, anh sẽ để ID của nó là change color. Color như thế này. Được chưa các bạn? Với cái tag cũng là change color. Và anh sẽ có một cái thẻ H3 như thế này. Ví dụ như là suntech.edu.vn. Ok chưa? Đó. Anh sẽ chạy nó lên, giả sử ở đây anh sẽ chạy nó lên bằng cách là anh sẽ mở trình duyệt hoặc là cái preview browser như thế này. Đây, anh sẽ chạy nó lên. Mà thôi, anh sẽ mở trình duyệt nhá. Thì quay trở lại đây, anh sẽ mở nó ở trên đây. Đó. Bây giờ anh sử dụng DOM và HTML để anh thay đổi hoặc là nói chung là tác động vào cái thẻ H3 này thông qua cái sự kiện người dùng click vào đâu. Người dùng click vào cái change color. Giả sử anh sẽ là query selector như thế này. Được chưa? Với cái ID là change color như thế này. Được chưa các bạn? Chấm S event listener. Chúng ta lắng nghe cái sự kiện click như thế này. Được chưa? Và trong đây chúng ta sẽ khai báo một cái function như thế này. Để các bạn hiểu về vấn đề đã nhé. Giả sử khi chúng ta click thì chúng ta sẽ chọn đến cái thẻ H3 như thế này. Và anh sẽ chấm style chấm color sẽ bằng red. Ok, chúng ta quay trở lại này, anh lốt lại này. Đó, các bạn nhìn này, khi chúng ta change color thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là nếu mà chúng ta F5 lại thì cái này sẽ mất. Ok chưa? Rõ ràng là gì? Rõ ràng là với JavaScript nó chỉ có thay đổi ở cái thời điểm hiện tại và với một điều kiện là trang của chúng ta sẽ không được lốt lại, thì những cái thay đổi đó nó sẽ vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu mà chúng ta F5 thì mọi thứ nó sẽ về trạng thái ban đầu. Thì đấy là tính chất của JavaScript các bạn nhé. Nó sẽ không keep lại cho chúng ta được. Ok chưa? Vậy với một cái bài toán là vậy làm thế nào để anh có thể giữ được cái giá trị này khi mà chúng ta F5? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ giữ được cái màu colorless này là red này khi chúng ta F5 cái trang này. Đó. Thì để giữ được thì các bạn phải hình dung là khi mà chúng ta click vào trên thì chúng ta sẽ phải lưu trữ được cái giá trị đã thay đổi đó. Ok chưa? Để đến khi mà chúng ta load lại trang thì chúng ta đọc lại được cái giá trị đã lưu ở đâu đó và chúng ta hiển thị lại lên. Được chưa? Và để lưu trữ được cái đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm là local storage ở trong JavaScript các bạn nhé. Đó, về bản chất local storage nó sẽ được lưu trữ ở dưới trình duyệt. Các bạn nhớ cho anh như vậy nhé. Nó được lưu trữ ở dưới trình duyệt và các bạn có thể vào cái tab application này. Các bạn sẽ nhìn thấy dưới trình duyệt của chúng ta nó sẽ có một cái key là local storage như thế này. Đó, và tất cả những cái thông tin lưu trữ ở đây nó sẽ nằm ở cái màn hình này. Được chưa các bạn? Tất cả những thông tin liên quan đến local storage mà chúng ta lưu ở trang này nó sẽ nằm ở đây. Ok chưa? Và khi chúng ta lưu trữ thì giá trị mà local storage nó lưu trữ được nó là string các bạn nhé. Nó là string. Ok chưa? Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ có một cái bài toán như thế này.
Giả sử chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chức năng là quản lý task. Ok chưa? Thêm, sửa, xóa task. Đó, thì cái bài này chúng ta sẽ vận dụng được tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học ở buổi trước. Ok chưa các bạn? Thì bây giờ anh sẽ cùng các bạn đi xây dựng cái form để chúng ta quản lý task. Ok. Rồi, quay trở lại đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục JS ở đây để chúng ta chứa file JS. Đó, và chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là task.html. Task management đi. German như thế này. Ok chưa? Ok chưa các bạn? Và trong cái trang task này anh sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ khai báo một cái nội dung trang như thế này. Đó là task management. Đó. Ok chưa? Trong task của chúng ta thì chúng ta sẽ cần đến một cái form. Giả sử anh sẽ để là một cái input hoặc là một cái text area như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái task gọi là content. Ok chưa? Chúng ta có một cái ID cũng là content như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái button. Đó, ví dụ như là stats. Đó. Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái div có ID là result, gọi là list task đi. List task, chúng ta hiển thị được danh sách các task ở dưới này. Được chưa các bạn? Ví dụ chúng ta sẽ có một cái thẻ H4 ở đây là danh sách task. Danh sách task. Ok, như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và danh sách task thì chúng ta sẽ lưu trữ bằng thẻ ULLI như thế này. Chúng ta sẽ có LI. Ok chưa? Và trong LI này của chúng ta sẽ có một cái div có class là hiển thị cái nội dung của task lên. Đây, ví dụ như là task name. Đó. Ok chưa? Ví dụ như là learn English. Đó, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Và chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, một cái thẻ gọi là thẻ A đi. Anh sẽ để thẻ A đi. Chúng ta sẽ để thẻ A của chúng ta sẽ là gì? Đây, anh sẽ để là sửa đi, để hết tiếng Việt đi. Sửa. Và một cái là chúng ta sẽ để là xóa. Ok. Nó sẽ như thế này. Giả sử chúng ta sẽ có cái list start như thế này các bạn nhé. Anh sẽ demo nó lên. Và chúng ta sẽ chạy cái trang này lên để chúng ta nhìn thấy được cái giao diện của nó đã. Đây. Ok, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau CSS cho nó. Quay trở lại đây, anh sẽ sử dụng CSS luôn ở trên trang này nhá. Demo nên là nó cũng không quá dài đâu. Đó. Style ở đây, chúng ta sẽ style cho cái content. Được chưa các bạn? Anh sẽ để là padding bằng 5 pixel. Hai anh sẽ để khoảng 32 40 pixel đi, 45 pixel. Đó, và anh sẽ để width cho nó một khoảng ví dụ như bằng 400 pixel. Chúng ta xem này, chúng ta sẽ có được cái kết quả như thế này. Ok chưa? Và đồng thời chúng ta sẽ để cho nó một cái resize là bằng 5. Có nghĩa là chúng ta không cho phép nó resize thì nó sẽ mất đi cái này các bạn nhé. Mất đi cái ở góc này này. Đó, được chưa? Tương tự anh sẽ có cái button. Cái button thì giả sử trên đây anh có một cái div để chứa cái này. Class là form control. Đó. Và anh sẽ có được cái button này. Cái button ở trong form control anh sẽ để nó cao đúng bằng cái kia luôn. Có nghĩa là gì? Form control anh gọi đến button cũng có chiều cao bằng 45 pixel. Đó, anh để line 2 45 pixel. Border anh sẽ để bằng 5. Padding 5 pixel. Đó, và anh để background cho nó một cái background, ví dụ anh để là CCC
Text Align Center, và anh sẽ để width cho nó khoảng 100 pixel, 80 pixel như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy anh có được cái input như thế này. Được chưa? Đó. Và anh sẽ định nghĩa cho cái form control này để chúng ta có thể đưa mọi thứ nó nằm cận, nó chỉnh chu hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ để cái này là display flex. Đó. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ngang hàng như thế này. Ok chưa? Và cái chiều cao này anh sẽ để cao lên 60 xem nào. Đây, anh sẽ chỉnh tay ở đây nhá. Đây, anh muốn nó bằng cái input. Đó. 57, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ margin left cho nó, margin left cho nó một khoảng ví dụ 5 pixel. Đó, và font width cho nó. Font width sẽ bằng bold như thế này. Thì chúng ta sẽ có được cái chức năng là start các bạn nhé. Đó, ok chưa? Rồi, anh sẽ để một cái placeholder cho cái input này để chúng ta có thể nhìn thấy được cái nội dung. Ví dụ như là your task name, tức là tên công việc của bạn ấy. Đây, tức là nhập tên công việc. Ok chưa? Đó. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy được cái nội dung như thế này. À, chưa lưu. Chúng ta load lại này. Đó, ok chưa các bạn? Rồi bây giờ phần dưới danh sách thì chúng ta sẽ làm gì? Ở phần danh sách phía dưới này thì trong task list chúng ta sẽ định nghĩa vào H4. Trước hết là cái task list này của chúng ta, nó sẽ mang cái width 600 pixel. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có task list của chúng ta vào H4. Nó sẽ là text transform. Anh sẽ để text transform sẽ là uppercase như thế này. Được chưa? Và font size 18 pixel. Các bạn sẽ nhìn được chúng ta task list của chúng ta nó là ID các bạn ạ. Đây. Ok chưa? Và các bạn sẽ nhìn được cái nội dung này. Đó, anh sẽ để là danh sách công việc. Anh sẽ chuẩn hóa tiếng Việt hết đi. Thêm mới. Đó, cho nó nhất quán về mặt content. Rồi, ok. Ở dưới này của chúng ta thì chúng ta sẽ xử lý cho ULLI. Thì ULLI ở dưới đây nó sẽ chạy như thế nào? UL list style tài năng. Margin không. Padding không pixel. Đó, được chưa các bạn? Đó, và chúng ta sẽ định nghĩa cho LI. LI của chúng ta nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ mang cái display bằng flex. Được chưa các bạn? Và LI anh định nghĩa cho deep, nó sẽ rộng đến 80%. 80%. Đó, còn lại là nội dung của các thẻ A ở bên trong LI. Đây, còn lại là nội dung của các thẻ A này. Thì chúng ta sẽ định nghĩa là text decoration none. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta sẽ để display là block. Đây. Đó. Và mỗi cái LI này chúng ta sẽ định nghĩa thêm cho nó một chút xíu các bạn nhé. Ví dụ anh để cho nó có một cái màu như thế này. Background sẽ bằng F1, F1, F1. Đó, ok chưa? Và nó sẽ có một cái padding. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ để background sẽ là F1, F1, F1 như thế này. Padding sẽ bằng 5 pixel. Và sẽ có margin bottom khoảng 5 pixel như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là các nội dung của các task nó sẽ như thế này. Ok chưa? Nhưng đâu đó cái LI này của chúng ta nó đang chưa nhận đúng cái chúng ta cần. Đây, nó sẽ phải nằm ở LI các bạn nhé. Đây, nó sẽ như thế này.
Đó, ok chưa? Thì cái task này của bây giờ chúng ta sẽ quy định cho cái thẻ A. Thẻ A của chúng ta nó sẽ margin right 8 pixel như thế này. Và chúng ta sẽ color cho nó một cái màu, ví dụ như là 999. Thì các bạn sẽ ngay lập tức thấy là chúng ta sẽ có cái thẻ có màu như thế này. Được chưa các bạn? Và đồng thời chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta quy định đối với thẻ A có vị trí số 2 đi. NT hash type nhé. Đây, 2 thì chúng ta sẽ có background là red, có nghĩa là cái mà xóa thì nó sẽ có cái dạng màu đỏ như thế này. Đó, được chưa các bạn? Display của chúng ta sẽ là block. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái nội dung như thế này, có vẻ như là chưa nhận cho thẻ A display block nhỉ. Thẻ A của chúng ta nó đang chưa nhận cái display A rồi. Chúng ta sẽ để padding cho nó bằng 5 pixel. Đây, để cho nó nổi lên thôi. Đó. Ok chưa các bạn? Thì anh giả sử như vậy, và cái này của chúng ta nó sẽ có border radius bằng 5 pixel. Đó, vậy thì chúng ta đã có được cái nội dung này. Anh muốn là cái này của chúng ta nó nằm sát mép ra. Thì cái LI này của chúng ta nó sẽ phải là flex justify content. Justify content nó sẽ là space around như thế này. Đó, cho nó cân đối như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, giả sử khi chúng ta click vào xóa thì chúng ta sẽ xóa. Và khi chúng ta nhấn vào sửa thì nội dung của task này nó sẽ nằm ở trên đây. Chỗ này chúng ta nên để là nút lưu lại. Đó. Rồi, ok, được chưa các bạn? Thì đây là chúng ta có được cái form này. Đó, thì công việc của chúng ta bây giờ là sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhập cái nội dung công việc vào đây và nhấn lưu lại, thì nó sẽ phải thêm mới một công việc xuống đây. Được chưa các bạn? Đó, và giả sử nếu chúng ta xóa, chúng ta không nhập gì và nhấn thì nó phải phải báo cho chúng ta là à, bạn vui lòng phải nhập tên công việc vào thì mới lưu được. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái việc đó các bạn nhé. À, quay trở lại đây. Mình sẽ chỉnh lại cái button khi hover và nó sẽ hiển thị bàn tay. Cursor nó sẽ là pointer như thế này. Đó, cứ đưa vào là nó sẽ là bàn tay như thế này. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta sẽ xử lý khi người dùng click cái này trước. Validate nó đã. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file là task.js ở đây các bạn nhé. Đó, chúng ta bắt sự kiện khi người dùng click vào cái button thì chúng ta sẽ lấy cái button như thế này. Mình sẽ khai báo các biến nhé. B less này, btn là add task. Đó. Element được chưa? Sẽ là document.query selector như thế này. Được chưa các bạn? Mình sẽ lấy ra button. Ok chưa? Đó. Và mình sẽ tạo ra một cái gọi là content hay là task name ấy. Element thì sẽ bằng chính cái content các bạn nhé. Đây. Thì đây nó sẽ là ID của content. Đó. Như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt sự kiện là khi người dùng nhấn S listener. S event, sorry các bạn, listener. Click như thế này. Function. Đó. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ validate, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra là à, nếu mà cái này chấm value của chúng ta mà nó bằng cái gì các bạn, mà nó không có giá trị đấy, thì chúng ta sẽ anh sẽ thông báo theo dạng alert nha. Vui lòng nhập tên công việc. Được chưa? Và anh sẽ return false luôn, có nghĩa là chúng ta sẽ không cho nó chạy tiếp nữa, dừng lại luôn. Thử nhá. Đây.
Đó, tại sao nó chưa nhận vậy? Chỉ đơn giản là chúng ta chưa. Chỉ đơn giản là chúng ta chưa add nó vào. Add cái file gì add vào. Ở đây bằng cách là các bạn sử dụng cái script như thế này. Đó. Và các bạn sử dụng src bằng gs app.task. Ok chưa? Quay trở lại đây. Các bạn nhập này. Đó. Vui lòng nhập tên công việc. Ok chưa? Rồi, giả sử khi nhập rồi thì chúng ta lấy được ra tên, có đúng không các bạn? Rồi. Thì ở dưới này chúng ta sẽ thực hiện tiếp là gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến có tên là task có s như thế này, nó là một mảng. Ok chưa? Và chúng ta quy định với nhau là với một task thì nó sẽ có dạng object như thế này. Nó sẽ có dạng object đó là task name. Được chưa các bạn? Và cái content chính là con cái tên task chính là cái value mà chúng ta lấy được từ form. Được chưa? Chúng ta sẽ quy định đơn giản như thế này thôi. Ok chưa? Và mỗi lần chúng ta tạo ra thêm mới một task thì chúng ta sẽ put nó vào. Đấy, thì chúng ta đã học về hàm put rồi. Được chưa? Put một phần tử vào trong mảng. Thì chúng ta sẽ put cái này vào. Được chưa? Và mình viết ngắn gọn trên cùng một hàng nó sẽ như thế này. Đó. Lúc này các bạn console log ra. Có phải là các bạn console chấm log. Có phải là các bạn lấy ra được cái task mà các bạn vừa put không? Và đồng thời mình muốn là sẽ reset lại cái này. Chấm value sẽ bằng rộng. Đó. Tức là mỗi lần nhập task xong thì nó sẽ clear cái này luôn. Clear cái giá trị vừa nhập. Ví dụ như học tiếng Anh. Tiếng Anh. Đó. Các bạn nhìn nhé. Ở console log của chúng ta này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta lấy ra được cái task name là học tiếng Anh. Ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế này. Được chưa các bạn? Vậy thì mình sẽ viết ra một cái function gọi là render task. Đó. Render danh sách task đấy, được chưa? Và đây nó sẽ nhận vào một cái mảng là task như thế này. Ban đầu nó bằng array rỗng. Ok chưa? Ở trong function này chúng ta sẽ less một cái content. Ban đầu nó bằng rỗng như thế này. Và chúng ta sẽ duyệt cái task này của chúng ta nó như thế này các bạn nhé. Đó. Chấm for x. Và mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được một cái task đơn giản như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Và mình thử console log ở đây. Có phải là chúng ta sẽ lấy ra được chính cái task mà chúng ta vừa thêm vào. Chúng ta sẽ gọi cái render task này ở đâu? Chúng ta sẽ gọi cái render task khi chúng ta nhấn thêm mới ở trên này. Đó, thì lúc này có phải là chúng ta sẽ có render task. Chúng ta sẽ truyền cái task của chúng ta vào. Đây, như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta cùng xem nhé. Mình test thôi. Đó, chúng ta lấy ra được cái task. Được chưa các bạn? Ok chưa? Vậy thì ở trong đây chúng ta sẽ khai báo như thế này. UL. Bản chất là chúng ta đi thay thế cái HTML tĩnh này này. Đó. Và chúng ta đưa cái LI vào như thế này. Cái content cuối cùng của mình sẽ là cộng bằng như thế này. Đóng nó lại. Được chưa các bạn? Và bên trong này chúng ta sẽ đưa nguyên cái này vào. Đó. Được chưa? Và cái content của chúng ta sẽ bằng đó và mình dùng dấu này. Ok, chúng ta sẽ trả về cái content ở đây. Thì thay vì cái tên task của chúng ta nó cố định như thế này thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng sẽ là task chấm name, nó sẽ phải là dynamic như thế này. Được chưa các bạn? Và đây sẽ là phải là nối chuỗi. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa?
Và mỗi lần chúng ta gọi ra gender task thì ở dưới này mình sẽ làm một cái công việc document. À không, ở đây của chúng ta có ULLI rồi, và chúng ta sẽ gọi đến thay vì chúng ta làm ở đây. Chúng ta sẽ xóa cái này đi. Đó, xóa cái mà chúng ta đã định nghĩa trước đó đi. Và mình sẽ có một cái div có ID là result ở đây. Đó, ban đầu nó sẽ bằng rỗng như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ lấy ra bằng cách document.query selector. Query selector. Đó, của cái ID result và chấm HTML. Mình sẽ render cái content này ra. Đó. À sorry, inner HTML các bạn nhé, bằng content như thế này. Đó. Thì có phải là mỗi lần chúng ta gọi render thì nó sẽ show được ra cái task mà chúng ta cần. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta hãy thử nó này. Giả sử nếu mà khi mới vào đây mà không có task nào, được chưa? Thì chúng ta sẽ hiển thị luôn cố định ở đây là một cái thẻ P như thế này. Chưa có task, chưa có công việc nào. Đó. Đây, mới vào thì chúng ta sẽ nhận được cái nội dung này. Được chưa? Bây giờ ví dụ mình thêm là học tiếng Anh thì nó sẽ phải thay thế bằng học tiếng Anh ở đây. Ok chưa các bạn? Đó. Rồi, nhưng nó sẽ có một vấn đề như này. Chúng ta sẽ để đây là học tiếng Trung hoặc là meeting. Meeting at 19:00. Thì nó sẽ bị override lại cái này. Đó. Tại sao nó lại bị override ở đây? Thì các bạn nhìn vào cái cách mà chúng ta đang làm này thì các bạn sẽ hiểu này. Có nghĩa là gì? Mỗi lần chúng ta thêm mới một task thì bản chất chúng ta tạo mới một cái biến task như thế này. Được chưa? Và rõ ràng là mỗi lần chúng ta click thì cái biến task này lại chạy lại từ đầu. Đó, nó sẽ chạy lại từ đầu. Có nghĩa là nó sẽ bằng rỗng và nó sẽ nhận cái giá trị ban đầu ở đây. Chính vì vậy cái task trong cái function này của chúng ta nó luôn luôn chỉ có nhận có duy nhất một cái giá trị trong cái mảng task thôi. Và khi mà chúng ta render lại thì chúng ta sẽ luôn luôn lấy ra được một cái task ở đây. Nên các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ thấy bị override. Được chưa các bạn? Vậy công việc của chúng ta là phải làm gì? Đó là khi chúng ta thêm mới task, chúng ta sẽ phải lưu trữ được cái task này. Ok chưa? Chúng ta sẽ phải lưu trữ được cái task này để khi chúng ta kích vào thêm cái task thứ hai thì chúng ta sẽ phải xem là trong danh sách mà chúng ta đang lưu trữ nó có những cái task nào. Đó, chúng ta sẽ phải lấy nó ra để mà hiển thị cùng. Được chưa các bạn? Đó, và để lưu trữ nó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm là local storage. Thế local storage nó hoạt động như thế nào? Thì bản chất của nó là set và get. Nó cung cấp cho chúng ta hai cái cơ chế. Đó là set và get. Cái set thì nó sẽ sử dụng theo cái cú pháp như thế này, local storage như thế này, chấm set item như thế này các bạn nhé. Đây sẽ là cái key name mà chúng ta quy định, và bên này sẽ là value, và cái value ở đây nó sẽ phải là string. Được chưa các bạn? Và cái cơ chế đọc của nó thì nó sẽ là local storage chấm get item. Đây, chấm get item. Được chưa các bạn? Và chúng ta get theo cái key name mà chúng ta đã đọc. Để hiểu hơn, mình sẽ có một cái ví dụ như thế này trước. Giả sử khi chúng ta click ở đây thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng local storage chấm set item như thế này. Và chúng ta sẽ lưu một cái key gọi là test ở đây, nguyen.santech.edu.vn như thế này. Được chưa các bạn? Với cái key test này chúng ta sẽ thử nó ở trên trình duyệt xem nó có lưu được cái giá trị là santech.edu.vn không các bạn nhé. Quay trở lại đây, ví dụ mình nhập là học lập trình. Đó,
chúng ta nhấn lưu lại. Các bạn thấy là học lập trình nó đã được lưu vào task và chúng ta kiểm tra xem là ok, ở đây giá trị test của chúng ta có chưa. Thì trong local storage lúc này các bạn sẽ thấy là nó lưu được một cái giá trị là với key là test và value của nó là subtext.edu.vn. Và khi chúng ta load lại trang thì cái giá trị này vẫn còn. Ok chưa các bạn? Đây. Đây, chúng ta load lại trang này. Mở lại lên này. Đó, thì nó vẫn còn. Đó, đồng nghĩa với việc là bây giờ chúng ta có thể đọc được nó thông qua cái local storage get item các bạn nhé. Giả sử khi chạy vào đây, mình sẽ sử dụng cái local storage.get item của chúng ta, nó sẽ là test. Đó. Được chưa các bạn? Và chúng ta thử console log nó ra nhé. Hoặc là chúng ta thử alert nó ra. Alert cho nó nhanh này. Thì chúng ta sẽ alert cái get local này. Có phải là khi chạy cái trang này lên, chúng ta sẽ lấy được suntech.edu.vn đúng không? Đây. Đó. Ok chưa? Các bạn đã hiểu cơ chế của nó chưa? Thì cơ chế của nó là set và get thôi. Và nếu các bạn muốn xóa cái key này đi, thì local storage nó có một cái phương thức để chúng ta xóa key. Thì nó sẽ là local storage.remove item các bạn nhé. .remove item như thế này. Và chúng ta sẽ truyền key name vào. Đó. Bây giờ chúng ta vào task chúng ta remove đi. Giả sử ở đây chúng ta là remove item như thế này. Thì lúc mà chúng ta lấy cái item là test ở alert này thì nó sẽ bị null các bạn nhé. Đây. Vì nó xóa trước đó rồi. Đó. Ok chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Rồi, thì đây là ý nghĩa của local storage và cái cơ chế hoạt động của nó. Mình sẽ ứng dụng vào để chúng ta hoàn thiện cái chức năng quản lý start này nhé. Ok, mình sẽ tạm thời comment ở đây lại. Đó, và chúng ta xuống dưới này. Vậy thì khi chúng ta thêm mới task thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải xem là trong cái danh sách task mà chúng ta đã lưu trữ thì nó đang có task không? Nếu có thì chúng ta cũng sẽ phải hiển thị được ra danh sách để tránh bị ghi đè như hiện tại. Ok chưa các bạn? Và một cái điểm nữa như ngay lúc đầu mà mình nói đó, đó chính là gì? Khi chúng ta thêm task như thế này và F5 lại, đó thì nó sẽ mất. Có đúng không? Đó, thì cái local storage của chúng ta lúc này nó sẽ phải giữ được cái giá trị các task, danh sách task mà chúng ta đã lưu. Ok chưa các bạn? Vậy thì bây giờ mình thêm. Ok chưa? Thì lúc thêm chúng ta sẽ làm gì? Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ làm một công việc, đó là gì? Chúng ta sẽ đọc từ local storage ra với một cái key name, giả sử mình sẽ để là task có S. Đây, như thế này. Được chưa các bạn? Và mình sẽ kiểm tra là nếu mà cái này có giá trị thì mình sẽ lấy nó. Ok chưa? Trái lại thì mình sẽ trả về cho nó một cái là rỗng, như thế này, là một cái mảng rỗng như thế này. Và mình sẽ gán nó vào biến task của chúng ta. Đó. Như thế này được chưa các bạn? Thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là nếu mà có local storage, có nghĩa là có cái task đã được lưu trữ ấy, thì các bạn sẽ gán vào task. Còn nếu không có thì các bạn gán khai khởi tạo cái task này của chúng ta nó bằng một cái mảng rỗng. Ok chưa? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta chạy thử lên này. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta lấy được cái task như thế này. Đây. Chúng ta sẽ return full nhé. Để dừng lại ở đây. Đó. Quay trở lại đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Ví dụ mình thêm mới một cái công việc vào. Nhấn lưu. Thì các bạn sẽ thấy là vì nó không có task nên là nó sẽ lấy ra được cái mảng rỗng như thế này. Ok chưa? Đó. Rồi ok. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải gán lại cái task này sau khi mà chúng ta thêm nó vào. Bằng cách là sau khi chúng ta put cái thông tin cái task mà chúng ta vừa thêm và chúng ta đồng thời lưu trữ luôn nó vào local storage. Đó. Nhưng chúng ta sẽ không lưu trữ cả cái mảng này vào mà chúng ta sẽ chuyển hóa nó sang dạng string bằng cái json.string như thế này để các bạn có thể convert được cái mảng của chúng ta sang dạng format là string. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa? Và chúng ta sẽ lưu nó lại. Ok, chúng ta thử nhé. Đây, ví dụ mình để là meeting
meeting at 19:00. Lưu lại được chưa các bạn? Và các bạn kiểm tra trong storage lúc này của chúng ta có được cái task này. Đó. Được chưa? Được chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ có được cái task này. Ok. Bây giờ chúng ta lưu nữa thì sao? Đó. Nó sẽ báo lỗi. Đó, cannot push. Tại sao vậy? Tại vì là khi chúng ta lưu nữa thì chúng ta lấy được cái task đã lưu ở local storage trước đó. Nhưng vì cái local storage của chúng ta, cái giá trị chúng ta lấy ra được nó đang là string, nên nó sẽ không thể sử dụng được hàm push. Vậy thì khi mà chúng ta lấy được ra cái này, chúng ta sẽ phải convert nó về array bằng cách là chúng ta sử dụng cái JSON parser như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ convert cái dữ liệu này về array như thế này. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Lúc này quay trở lại, chúng ta sẽ test này. Test task. Đây, các bạn nhìn thấy ở trong đây của chúng ta vẫn còn cái meeting lúc trước chúng ta lưu. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn lưu. Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ lưu ở đây thêm cái test task mà chúng ta vừa thêm. Được chưa? Và chúng ta nhấn load lại thì nó mất chắc chắn rồi, vì chúng ta chưa xử lý gì cho phần danh sách. Nhưng vấn đề là cái danh sách task của chúng ta ở đây thì vẫn đang còn nguyên. Đó, bây giờ chúng ta chỉ làm một công việc đơn giản, đó là chúng ta đọc danh sách task này ra thôi. Chúng ta đã có hàm gender task rồi. Chỉ cần truyền cái task vào đấy, vào cái hàm gender này. Và cái task này của chúng ta là một mảng, thì chúng ta sẽ hiển thị được danh sách task lên. Có nghĩa là khi mới chạy vào thì chúng ta sẽ đọc cái local storage này của chúng ta lên các bạn nhé. Đây. Đó. Chúng ta sẽ đọc nó lên như thế này. Local storage get item của chúng ta là task có s như thế này. Đó, ok chưa? Chúng ta console log nhá. Ví dụ chúng ta khai báo một let một cái là task có s như thế này. Ok chưa? Thì rõ ràng chúng ta lấy được cái giá trị task từ trong local storage, các bạn nhìn này. Khi load được chưa? Đó, khi load chúng ta lấy được cái này, nhưng cái này nó đang là kiểu string. Được chưa? Nên chúng ta sẽ phải parser, chúng ta làm một cái điều kiện check giống như ở đây. Ở đây code nó hơi trùng lặp một chút, nhưng mình làm demo nên mình chưa muốn tối ưu ngay. Ở đây mình sẽ giữ nguyên cái này. Được chưa các bạn? Thôi, mình sẽ viết tối ưu luôn bằng cách là chúng ta sẽ có function get start from get start from local storage. Đó, có một cái function nó dài ngoằng như thế này, nhưng mà đọc thì các bạn cũng hiểu được luôn chức năng của nó. Thì mình sẽ return luôn như thế này. Đó, nếu có cái task này thì chúng ta parser nó sang array, trái lại thì chúng ta trả về như này. Thì ở đây của chúng ta chỉ cần gán như thế này là được. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Và ở trên đầu này của chúng ta cũng không cần phải làm việc này nữa. Gán như thế này là xong. Đó, và chúng ta gọi đến hàm gender, gender task, và truyền cái task này vào là được các bạn nhé. Đó, ok chưa? Lúc này chúng ta chạy trang của chúng ta lên, chắc chắn là nó sẽ lấy ra được hai cái task mà chúng ta cần. Đó. Và giả sử chúng ta thêm một cái task nữa, ví dụ như là interview lúc 20 giờ. Và đúng là 20 giờ tối nay mình lại có buổi interview cho khách hàng. Đây, được chưa? Đó, và chúng ta load lại thì mọi thứ nó vẫn được giữ nguyên ở đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đó là cái ý nghĩa của nó nhé. Thì hiện tại chúng ta đã xử lý xong cái phần gender danh sách task và thêm mới task rồi. Bây giờ khi chúng ta nhấn sửa, anh muốn là chúng ta sẽ lấy được ra cái task ở đây, hiển thị value lên đây để chúng ta nhập thay đổi lại. Ok chưa các bạn? Đó, vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ bắt cái sự kiện khi người dùng sửa task. Ở đây anh sẽ viết một cái function là edit task nhé. Function là edit task. Và chúng ta truyền cái ID vào. Đó chính là cái ID task. Thì ở đây các bạn thấy là danh sách task này nó sẽ phân biệt nhau bởi một cái chúng ta tạm quy ước với nhau thôi, là chúng ta dùng key của mảng làm key. Được chưa các bạn?
Đó, thì mỗi lần chúng ta duyệt, chúng ta sẽ gọi đến cái task này. Đây, chúng ta sẽ gọi on click ở đây. Đó, và thay vì là task đây, chúng ta sẽ là index như thế này. Hàm for này chúng ta vừa lấy ra được index, vừa lấy ra được item. Được chưa các bạn? Và chúng ta truyền vào như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ có sửa task. Chúng ta xem này, xem đúng cái giá trị mà chúng ta cần không nhá. À, thứ tự ở đây nó sẽ đảo một chút. Index nó phía sau, item nó phía trước. Đó, được chưa? Thì ra ngoài này các bạn sẽ nhìn thấy này, task 0 này. Nó theo đúng cái key của mảng đây, đây sẽ là task 1 và đây sẽ là task 2. Ok chưa các bạn? Tương tự với function xóa chúng ta cũng sẽ viết luôn một cái. Đây. Delete task. Đó. Được chưa? Thì chúng ta sẽ on click để delete task thôi. Có rất nhiều cách làm ở đây các bạn nhé. Sẽ có bạn nói với anh là sao không làm theo cách dat hay cách dit, thì nói chung là tùy các bạn thôi. Ở đây mình hướng dẫn như thế này để các bạn có được cái mindset làm việc đã. Được chưa? Chúng ta có thể sử dụng một cái ID hoặc một cái class ở đây để chúng ta bắt event. Ở đây anh chọn cách dễ nhất. Được chưa? Rồi. Ok, chúng ta sẽ có được cái danh sách delete như thế này. Có lẽ là chúng ta sẽ làm delete trước. Được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Delete task. Vậy thì khi người dùng click vào delete task, chúng ta có phải là lấy ra được ID của task không? Đây, thử nhá. Đó, nhưng chúng ta cần confirm một điều đó là gì? Bạn có muốn xóa không? Đó, thì ở đây anh sẽ sử dụng cái hàm confirm ở đây này. Nếu mà confirm bạn có muốn xóa không? Có thực sự muốn xóa? Đó, nếu mà true thì chúng ta mới thực hiện xóa nhé. Đấy, do it. Ok. Quay trở lại đây. Đó. Nếu không này, còn nếu thực sự muốn xóa này, do it. Chúng ta thực hiện xóa thôi. Thì lúc này đơn giản thôi. Các bạn cần phải xóa được task ở đây. Mà task ở đây thì nó nằm ở local storage. Chúng ta sẽ phải đọc giá trị task trong local storage lên, lấy ra danh sách này và chúng ta tìm đến cái key tương ứng để xóa các bạn nhé. Thì quay trở lại đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta sẽ lấy ra được task ở đây. Được chưa các bạn? Last task. Như thế này. Ok chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng task có s.sprite. Các bạn còn nhớ hàm này không? Hàm này nó sẽ giúp cho chúng ta xóa bắt đầu cái key là bao nhiêu, chính là ID của chúng ta, và xóa ra một phần tử thôi. Được chưa các bạn? Sprite đây. Và cuối cùng chúng ta lại ghi lại cái task này vào trong đâu? Chúng ta lại ghi nó lại vào trong local storage. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ render lại cái task này. Đây. Hiển thị lại danh sách task lên. Đó, lúc này task của chúng ta đã được xóa. Ok chưa các bạn? Đó. Được chưa? Thôi, ok. Thì để chắc chắn thì ở đây mình sẽ đọc lại cái này luôn. Đó, chứ không lấy cái task vừa xóa ở đây mua vào. Đó, để đảm bảo là chúng ta luôn luôn lấy ra từ cái task mà chúng ta đọc được từ local storage. Ok chưa các bạn? Đó, quay trở lại đây. Rồi, ví dụ mình muốn xóa cái test task đi. Đó, thì nó xóa mất. Được chưa các bạn? Ok, xóa hết đi. Đó, ví dụ bây giờ mình sẽ nhập linh tinh vào. Đó, chúng ta có các task như thế này. Ok chưa? Xóa cái thứ nhất đi. Xóa cái thứ hai đi.
lốt lại. Đó. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái chức năng xóa. Bây giờ chúng ta muốn làm chức năng sửa thì sao? Rất đơn giản, khi các bạn click vào đây, các bạn sẽ phải đưa được cái tên task vào trong cái input này để chúng ta sửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện khi người dùng click vào. Chúng ta có task ID ở đây rồi. Và chúng ta sẽ muốn lấy ra được cái task mà người dùng click thì chúng ta sẽ đọc từ trong local storage ra và lấy dựa vào cái key của nó các bạn nhé. Thì ở đây đơn giản thôi, chúng ta sẽ lấy được cái task như thế này. Đó, chúng ta get được task như thế này. Ok. Được chưa các bạn? Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra chắc chắn là nếu mà cái thằng này này, cái thằng task này này chấm len mà lớn hơn không, có nghĩa là đếm tổng số phần tử ở trong mảng đấy mà lớn hơn không thì chúng ta mới thực hiện. Được chưa? Đó. Ok chưa các bạn? Còn chúng nếu không thì chúng ta sẽ không làm gì. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lấy ra được cái task ở đây thông qua cái key là ID như thế này. Đây, thử console log ra nhé. Có phải là các bạn sẽ lấy ra được cái thông tin của cái task mà chúng ta đang muốn sửa không? Đây có S, thiếu S các bạn ạ. Đó, quay trở lại này. Mình chưa lưu. Rồi. Ok. Đó, sửa ông name bằng lần này. Đó, ok chưa? Rồi, quay trở lại đây, chúng ta lấy cái content này. Khi edit này, có phải chúng ta sẽ chấm value sẽ bằng task ID và chấm content là name như thế này không? Đó. Được chưa các bạn? Và quay trở lại đây. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Ví dụ, đó, content nó thay đổi kìa. Đó, ví dụ mình để là meeting 20 giờ 00. Đó. Kích vào đây. Kích vào đây. Rõ ràng là chúng ta sẽ lấy được cái tên task mà chúng ta cần sửa. Công việc của chúng ta bây giờ là làm gì các bạn? Làm gì? Chúng ta sẽ phải cập nhật ở đây và nhấn lưu lại, đúng không? Vậy thì làm sao để chúng ta lưu lại đây? Hiện tại nó đang nhận là thêm. Vậy làm sao để chúng ta có thể lưu lại được? Đó. Chúng ta phải nhận biết được là khi click vào đây nó là thêm hay sửa. Các bạn hiểu ý mình chứ? Hiện tại thì chúng ta đang không có cách nào để nhận biết cả. Đúng không? Chính vì vậy mà mỗi lần mà chúng ta click vào đây thì mình sẽ ép thêm một cái attribute ID vào cái button lưu này. Đó, đấy là cái để mình nhận biết. Vậy thì mỗi lần edit mình sẽ ép vào đây một cái attribute như thế này. Chúng ta sẽ có cái button ở đây rồi, chúng ta chỉ có add attribute thôi. Add attribute chúng ta vừa học ở buổi trước. Attribute có tên là gì? ID. Được chưa? Thằng này nó sẽ là duy nhất. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ lấy ra được cái key chính là cái ID này để chúng ta nhận biết được là nó đang thêm. Các bạn quay trở lại nhé, chúng ta cùng thử này. Ví dụ bây giờ mình nhấn sửa cái này. Sorry các bạn, là set attribute. Được chưa? Quay trở lại đây, chúng ta sẽ xử lý như thế này. Các bạn nhìn này, khi nhấn sửa này, nó vẫn là s nhỉ? Chưa lưu. Được rồi. Nhấn sửa, các bạn sẽ nhìn thấy ID của chúng ta sẽ nhận được cái ID như thế này. Đó, ID là 0, là 1. Đó, thì bây giờ mỗi lần chúng ta click vào đây, có phải chúng ta lấy ra được attribute không? Get attribute đúng không? Đó, vậy thì mỗi lần chúng ta click vào event này, thì chúng ta sẽ thêm một cái gọi là last ID task hoặc là task ID. Chúng ta sẽ thực hiện cho task ID bằng bao nhiêu đấy.
thì có phải là chúng ta sẽ là zip chấm get attribute id để chúng ta alert thử xem là chúng ta lấy được không các bạn nhé. Task id tạm thời mình sẽ return này, dừng lại đây đã. Đó, ok chưa? Rồi, quay trở lại đây. Đó, chúng ta lấy được, ra được giá trị là 0 này. Chúng ta lấy được giá trị là 1. Đó, được chưa? Thì khi click vào đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái this cho nó nhanh, có nghĩa là lấy ra attribute của chính cái button mà chúng ta vừa click. Được chưa các bạn? Rồi. Và chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta vẫn cần lấy ra danh sách task. Ok. Đó, nhưng lúc này nó là push hay là nó là update thì chúng ta sẽ phải kiểm tra như thế này. Nếu tại vì key của chúng ta có cái nó bằng 0 các bạn nhé, nên là anh sẽ kiểm tra là nếu task ID chính xác là bằng 0 như thế này hoặc là tồn tại task ID. Đó. Như thế này thì chúng ta sẽ là edit trái lại thì chúng ta sẽ là xóa, được chưa? Để chắc chắn hơn anh sẽ mà thôi, như thế này thôi. Ok chưa các bạn? Rồi đó, còn mọi thứ ở phía sau nó sẽ vẫn như vậy. Thì đối với update thì chúng ta sẽ dựa vào cái cơ chế là override key của mạng, có nghĩa là gì? Chúng ta khai báo và gán giá trị cho chính cái mảng đấy và set luôn key cho nó thì chắc chắn là nó sẽ override lại giá trị. Cụ thể là nếu task này, chúng ta sẽ lấy luôn cái task ID ở đây, chính là key của mảng đấy. Đó, được chưa các bạn? Và nó sẽ bằng đúng cái content này. Đây, giả sử anh sẽ tạo ra một cái less, một cái là biến task như thế này, chính là cái thông tin mà chúng ta lấy được từ form đấy, thấy chưa? Chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Đó. Và cái này chúng ta sẽ put như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi. Và cuối cùng chúng ta lại lưu vào local storage. Đó. Và gắn remove lại giá trị. Được chưa? Nhưng trong trường hợp này, sau khi mà chúng ta update xong thì chúng ta cũng sẽ phải set lại cái attribute kia về rộng. Được chưa? Đó, vì chúng ta đã thực hiện cập nhật xong rồi mà. Thì đây sẽ set attribute như thế này về rộng, được chưa? Hay là chúng ta remove attribute đi. Đó, ok chưa các bạn? Và chuyển attribute name như thế này là ID, được chưa? Rồi, quay trở lại đây nhá. Chúng ta cùng thử này. Rồi, chúng ta muốn cập nhật này, test update task. Ok, chúng ta chạy thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã thay đổi được cái giá trị test update task ở đúng cái chúng ta cần. Và chúng ta xem là đã bỏ được đi chưa? Chúng ta đã bỏ được ID. Ok chưa? Nếu cố tình nhấn thì nó sẽ báo vui lòng nhập tên công việc. Nếu sửa cái thứ hai. Ok right. Đó. Done. Và chúng ta load lại thì chúng ta vẫn được cái danh sách như thế này. Và chúng ta muốn xóa thì kết quả của nó cũng như vậy. Được chưa các bạn? Đó, test, task. Đó, ngoài ra với cái project mini như thế này, các bạn có thể làm thêm được nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ như là các bạn để cái trạng thái update là done, hay là trạng thái là cái này đã đang pending ABC thì là do các bạn quy định thôi. Thì cách làm cũng khá đơn giản. Ở mỗi task các bạn chỉ cần quy định cho mình thêm một cái key name. Thay vì có name không ở đây như thế này, chúng ta có thêm một cái key là status. Các status nó có thể nhận là nếu một thì là done chẳng hạn, không thì là new task, gọi là mới khởi tạo ra và chưa làm. Ví dụ như hai là pending, ba là cái này đã bị delete, bốn là ABC gì đó. Các bạn có thể tự quy định và thêm một cái key là status để các bạn làm. Thì nó sẽ có thêm việc cho các bạn làm phần này. Thì cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn một cái đơn giản như thế này để các bạn có thể thực hiện được nó ở máy của mình nhé. Rồi, ok, đây chính là cái nội dung của buổi học thứ 5 của chúng ta.
Được chưa các bạn? Thì ở phần này kiến thức chúng ta cần để có thể làm được. Cái đầu tiên đó là local storage. Cái thứ hai là kỹ năng xử lý mảng. Cái thứ ba là DOM. Được chưa? Và một chút về xử lý form. Ok. Các bạn hãy thử và làm lại nó trên máy của mình nhé. Chúc các bạn học tốt.